Xin chào các bạn, trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress. WordPress là một hệ quản trị nội dung rất nổi tiếng trên thế giới. Và nếu như chúng ta sử dụng WordPress làm blog, làm các trang thương mại điện tử, làm các trang tin, thì WordPress đang chiếm thị phần số 1 trên thế giới. Như vậy, để cài đặt được WordPress thì trước hết chúng ta cần phải có một cái web server thì chúng ta đã cài đặt được rồi. Sau đó chúng ta cần phải cài đặt một cái database server thì đó chính là MariaDB, chúng ta cũng đã cài đặt được rồi. Và kế đến tiếp theo chúng ta phải cài đặt được cái ngôn ngữ PHP. Bây giờ mình sẽ cài đặt WordPress để cho các bạn thấy. Đầu tiên các bạn truy cập vào trang web là wordpress.org để chúng ta sẽ download WordPress về. Các bạn click vào nút download WordPress 4.6.1, đây là phiên bản mới nhất của WordPress, các bạn click vào. Và bây giờ chúng ta click vào chuột phải, chúng ta copy một cái là link address. Chúng ta mở shell lên, chúng ta sẽ cài đặt một cái công cụ download ở trên Linux là wget. Chúng ta gõ là yaml install wget trừ y dài. Rồi. Và bây giờ chúng ta gõ là wget cách ra. Chúng ta paste cái link này vào và chúng ta enter. Như vậy mình đã download cái bản WordPress mới nhất lên trên máy Linux của mình. Và bây giờ mình sẽ giải nén cái gói tin này ra. Thì mình gõ là tha cách ra trừ x là extract này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là dưới dạng gzip thì chúng ta có z này, v để hiển thị quá trình giải nén và f là chỉ ra tên file cách ra. Tên file là listed.tha.gz và enter. Rồi, như vậy là các bạn đã giải nén được ra cái thư mục là WordPress. Các bạn vào bên trong thư mục WordPress này thì đây là toàn bộ nội dung của cái WordPress. Thì kế đến chúng ta sẽ di chuyển WordPress này vào cái thư mục va www và html thì chúng ta làm như sau. Chúng ta move toàn bộ cái thư mục này, tức là sao, đến cái va www và html, enter. Xong. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt PHP thì chúng ta gõ là yaml search php, enter. Rồi, các bạn sẽ cài đặt gói tin là PHP. Và cái PHP MySQL là để cho phép cái ngôn ngữ PHP có thể làm được với cơ sở dữ liệu MySQL. Thì chúng ta làm như sau: yaml install PHP, PHP gạch ngang MySQL, enter. Yes. Rồi, sau khi cài đặt PHP rồi thì chúng ta phải restart lại dịch vụ của web. Thì chúng ta gõ là system ctl restart httpd, enter. Sau đó các bạn vào thư mục là va cd va www html, các bạn copy cái file wp config sample này, wp gạch ngang config gạch ngang sample thành cái file là wp config php, enter. Ở đây vì mình đã copy rồi thì mình copy đè, các bạn liệt kê trở lại thì các bạn sẽ nhìn thấy cái file wp gạch ngang config.php. Đây chính là file cấu hình cho cái WordPress của chúng ta. Thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta sẽ chỉnh sửa các thông tin. Chúng ta gọi là vwp gạch ngang config.php. Rồi, các bạn kéo xuống đến cái dòng là define db name, tức là chúng ta sẽ định nghĩa ra cái db name. Thì đó chính là cái database mà chúng ta đã tạo. Thì chúng ta gọi là WordPress database tên là WordPress. Username, username ở đây chính là WP user. Password của chúng ta ở đây chính là password. DB host tức là cái máy chủ chứa MySQL, MariaDB của chúng ta thì chính là localhost, tức là WordPress và database của chúng ta cùng chung trên một máy chủ. Như vậy là xong. Rồi. Chúng ta save vào và thoát ra. Bây giờ chúng ta sẽ mở trình duyệt ra và gõ địa chỉ IP của máy chủ Linux của chúng ta. Trong trường hợp này là máy của mình là địa chỉ 192.168.1.81 và enter. Rồi, các bạn đã thấy nếu như các bạn hiển thị ra được cái dòng này, tức là chúng ta đã gần như cài đặt thành công WordPress. Bây giờ chúng ta sẽ điền những cái thông tin là site title, tức là chúng ta có một cái tên site, giả sử mình ghi là khóa học Linux. Đó. Username mình khai báo là admin. Mật khẩu thì mình sẽ lấy luôn cái mật khẩu mặc định ở đây cho nó phức tạp. Mình copy ra email của mình. Chúng ta đừng click vào cái dòng này, bởi vì cái dòng này
sẽ cho phép là cái hệ thống các cái máy tìm kiếm như kiểu Google sẽ tìm vào cái nội dung của WordPress chúng ta tốt hơn, và mục đích là chúng ta để làm SEO. Và bây giờ chúng ta click vào nút Install WordPress để cài đặt. Rồi, như vậy là mình đã cài đặt thành công, cài đặt rất là nhanh. Và bây giờ mình ấn vào nút Login để truy cập vào bên trong, thì mình gõ là admin và mật khẩu của mình Login. Rồi, các bạn đã nhìn thấy, đây chính là cái phần backend, tức là cái phần mà quản trị nội dung của WordPress. Thế bây giờ mình đi vào cái trang chủ của WordPress thì mình gõ là visit site. Đó, các bạn nhìn thấy, đây là mình đã tạo được ra một một cái website của mình rồi, với cái tên là khóa học Linus Hello World. Mình muốn tạo ra một bài viết thì mình làm như sau: mình click vào New và ấn vào mục Post. Bây giờ mình sẽ điền vào đây là xin chào các bạn. Bây giờ mình lấy nội dung là xin chào các bạn đã đến với khóa học Linus của mình. Giờ mình ấn vào nút Publish. Rồi, các bạn sẽ click vào cái mục Visit Site, các bạn xem lại. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy mình đã tạo ra được một bài viết tên là Xin chào các bạn, và nội dung là thế này. Như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress thành công. Các bạn có thể sử dụng WordPress để tạo ra một cái trang cá nhân của mình, hoặc các bạn cũng có thể tạo ra một cái trang tin, hoặc là các bạn cũng có thể tạo ra một cái trang thương mại điện tử bằng WordPress và kiếm tiền từ đó. Mình rất mong là các bạn sử dụng công cụ WordPress một cách hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.